Chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn một phần mềm học tiếng Anh trên máy tính. Để sử dụng phần mềm này thì chúng ta cần có Internet hoặc là kết nối Wi-Fi. Ở đây thì phần tôi muốn giới thiệu với các bạn là phần speaking để luyện cách phát âm trên máy tính. Chúng ta để ý ở đây có hai phím chức năng chính là speak running, tức là máy tính sẽ phát âm, và phần ở đây là phần ghi âm giọng nói của I do not hear you. Try again. Đó. Running. Thì khi nào màn hình nó nhấp nháy thì chúng ta sẽ bắt đầu phát âm. Và ở đây nó có gồm nhiều cái nội dung đã được cài đặt sẵn, và phím storm về phía trước, sunny phím tiếp theo. Nội dung what is the weather outside? Nó có các từ đơn hoặc là cả một câu. Strong wind, weather. Ví dụ weather, đây là từ weather. Đấy, chúng ta sẽ thử weather. Weather. Đó. Thì ở đây chúng ta có cái ngưỡng đánh giá là so với cái giọng chuẩn từ máy tính là 93%. Thế thì ở đây mình có thể đặt, nếu trường hợp mình mới phát âm thì mình chỉ để khoảng 80 thôi. Đấy. Rainy. Ví dụ rainy. 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 Đó. Ở đây chúng ta cũng có thể đổi giọng thành giọng nam. Rainy. Đó. Và chúng ta thử phát âm. Rainy. Rainy. It is windy in the afternoon. Snowing. Humid. What is the weather today in Hanoi? À, chúng ta thử với câu này. What is the weather today in Hanoi? What is the weather today in Hanoi? What is the weather today in Hanoi? Trường hợp mà nếu mà máy không phát âm, máy nó không nhận diện được phát âm thì chúng ta sẽ phát âm lại. Ví dụ một từ là it will be raining tomorrow. Thí dụ câu này, chúng ta sẽ thử là waiters work in the restaurant. Waiters work in the restaurant. Ở đây chúng ta có thể sử dụng phím edit để luyện tập từng phần một. Waiters. 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 Và từ restaurant. 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 Scientist. Waiters work in the restaurant. Sau đó chúng ta thử lại cả câu. Waiters work in the restaurant. Waiters work in the restaurant. Waiters work in the restaurant.